Hàng đã lên xe rồi các bác. Cảm ơn các bác đã tin tưởng và ủng hộ shop. Xin chào các bác, bên em đang chuẩn bị hàng hóa để gửi cho các bác ạ. Đây đều là những cái hàng hóa nhỏ, dễ đóng gói, bên em sẽ gửi trong buổi sáng các bác. Còn những cái hàng hóa cồng kềnh như pin mặt trời thì bên em sẽ đóng gói và gửi trong buổi chiều. Tại vì những cái hàng pin mặt trời thì đóng gói nó sẽ lâu hơn các bác. Chính vì vậy là những cái hàng nào gói dễ thì bên em sẽ gói và gửi sớm trong buổi sáng để các bác có thể nhận hàng được sớm nhất. Và hôm nay gửi đến cho các bác thì đầu tiên thì gồm có cái pin lưu trữ các bác. Đây là pin 3,2V dung lượng 22A. Cái pin này chuyên để các bác ghép lưu trữ cho xe điện hoặc là lưu trữ điện mặt trời các bác. Pin này giá rất là tốt. Ưu điểm của nó là độ bền dòng xả cao, độ bền cao và rất là dễ ghép các bác. Bên em có đầy đủ phụ kiện các bác nhé, từ A tới Z để các bác có thể tự ráp được. Đây là cái bơm hỏa tiễn các bác. Bơm hỏa tiễn chạy điện áp 12V. Lát nữa em sẽ gửi cho một bác khách ở Đồng Nai để bác chạy cho giếng khoan. Cái bơm này có thể chạy được cả điện mặt trời và cũng có thể chạy được điện trực tiếp từ ắc quy các bác. Nó sử dụng cái điện áp 12V. Cái dòng bơm này thì nó đẩy cao các bác, nó đẩy cao tới 30m. Đường kính nó khoảng 78. Các bác sử dụng thả xuống cái ống giếng khoan khoảng 90 vẫn vừa các bác. Nó sử dụng điện áp DC 12V các bác nhé. Đấy, rất là phổ thông và an toàn. Điện này các bác lấy trực tiếp từ ắc quy hoặc là lấy trực tiếp từ tấm pin mặt trời. Cái giải điện áp vào cũng rất là rộng các bác, từ 10V tới 23V. Tiếp theo là những cái bộ đèn mặt trời các bạn. Đèn mặt trời thì bên em có hai cái mẫu bán rất là chạy và các anh em rất là ưa thích, đó là cái mẫu đèn pha nhôm chống lóa. Pha nhôm chống lóa thì bên em có 100W, 200W và 300W các bạn. Đây là mẫu mới nhất các bác nhá, một pha một ô nó có 4 led như thế này. Cái mẫu pha nhôm chống lóa này thì nó có cái ưu điểm là nhìn hình thức của nó rất là sang trọng, độ bền cao. Bên em bảo hành 2 năm các bác nhé. Giá thì cũng rất là bình dân. Đây là hai cái mẫu đèn quốc dân này các bạn, giá rất là rẻ. Cái tiếp theo là cái mẫu đèn ốp trần này các bạn. Đèn ốp trần này cũng là một cái mẫu đèn cũng khá là mới, để chuyên dụng lắp ở trong nhà. Đèn ốp trần thì bên em có 200W và 300W các bạn. Lắp sẽ như thế này các bạn nhé, nó sẽ ốp lên trần như thế này. Đèn ốp trần có ưu điểm là nó không có cái điểm mù. Đấy, nó chiếu sáng rộng hơn là những cái mẫu đèn pha này các bạn. Đèn pha này nó sẽ hắt về một phía này. Nó sẽ chói mắt hơn và nó có điểm mù. Chiếu sáng thì cái mẫu này thì thường thường người ta lắp ở ngoài trời. Mẫu đèn pha thì nó đa năng các bạn, các bác có thể lắp được cả trong nhà lẫn ngoài trời, nhưng mà lắp ngoài trời thì nó sẽ tốt hơn các bạn. Nó chống nước các bác nhé. Pha bằng nhôm. 200W bên em đều bán đồng giá là 890.000, còn 300W là 1.050.000, bên em bao phí vận chuyển tận nơi các bạn. Còn cái cell pin này giá là 195.000 một cell các bác nhé, 195.000 một cell. Tiếp theo là biến tần hòa lưới các bác nhé, biến tần hòa lưới bám tải ThinkPower. Hòa lưới bám tải ThinkPower cũng là một trong những dòng hòa lưới đang rất thịnh hành trên thị trường. Nó có hỗ trợ bám tải các bạn. Một lát nữa thì em sẽ gửi cho khách xỉ. Ba con hòa lưới này các bạn, 6kW. Bên em xỉ lẻ toàn quốc các bạn nhé. Giá thì bao giá tốt các bạn, giá nào bên em cũng bán được. Các bác chỉ cần liên hệ trực tiếp với em thôi. Số điện thoại và Zalo của em là 0355066699. Đây là hòa lưới bám tải ThinkPower. Bên em phân phối cái mặt hàng này. Ngoài biến tần hòa lưới ra thì bên em còn biến tần chạy độc lập của CKTech. Đây là biến tần 3200W chạy lưu trữ 24V, biến tần áp cao các bạn. Tiếp theo là đây là cái quạt trần 12V công suất lớn, sải cánh 1m4 các bác nhé. Đây là cái dòng quạt trần công suất lớn. K
Kích thước và tốc độ gió thì nó tương tự như quạt trần 220 các bạn. Công suất rất là lớn, không chổi than. Xài cánh 1m4. Cái quạt trần này thì có giá là 960.000, bên em bao phí vận chuyển tận nơi các bạn. Bên em thì chuyên cung cấp các thiết bị điện về các thiết bị về điện mặt trời các bạn. Bao gồm pin mặt trời, các loại hòa lưới, các loại biến tần hòa lưới. Biến tần bên em có đầy đủ như hòa lưới, biến tần chạy độc lập hoặc là biến tần hybrid bên em đều có sẵn. Rồi đèn đèn mặt trời các bạn. Đèn và quạt mặt trời. Và các thiết bị chạy điện mặt trời hoặc là chạy điện bình ắc quy như là bơm nước, quạt quạt và quạt trần các bạn. Đầy đủ các thiết bị. Ngoài ra còn pin lưu trữ. Và bên em cũng vừa về rất là nhiều các loại máy móc cầm tay chạy pin nữa các bạn, như là máy rửa xe, máy cắt cỏ, khoan, pin hoặc là thổi bụi, rất là nhiều các loại máy. Các bác quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại và Zalo 0355 066 009. Cảm ơn các bác.